Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi chiều tối ngày 1 tháng 11 năm 2021 và chúng tôi sẽ quay một cái video clip để giới thiệu hình ảnh về sản phẩm tủ rượu Bầy Đồ với kích thước chiều ngang là 1m8 và cao là 2m1 đấy quý vị. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hàng đặt theo yêu cầu của một anh khách hàng ở trên thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Với sản phẩm thì chúng tôi làm trên chất liệu là gỗ hương đá Lam Phi. Đó, kích thước là 1m8, cao là 2m1 đấy quý vị. Và sâu thì chúng tôi làm với kích thước là 45 phân. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hàng cao cấp và được chế tác rất là dày. Và thiết kế thì gồm có hai cục, cục trên là phần cục kính và cục bên dưới là phần cảnh đục nha quý vị. Và chúng tôi thiết kế gồm có 4 cánh, đó, 4 cánh, 4 cánh trên, 4 cánh dưới cũng như là 2 chiếc ngăn kéo đây ạ. Thì quý vị đã quan tâm đến sản phẩm thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên đơn vị chúng tôi. Và sau đó thì chúng tôi sẽ quay chi tiết cận cảnh về sản phẩm cũng như là công bố kích thước độ dày và báo giá công khai để quý vị có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng được cái chất lượng của sản phẩm. Và toàn bộ phần khung cánh thì anh có yêu cầu là đơn vị chúng tôi làm với độ dày là 4 phân nhé quý vị. Đó, khung cánh dày 4 phân đây ạ. Trong đó thì có 2 cánh cong nhé quý vị. Đó, 2 cánh cong đây ạ. Và chúng tôi làm rất là bén nhé quý vị. Đó. Với những cái sản phẩm hàng trang trí, hàng trưng bày thì yêu cầu về độ kỹ thuật nó rất là cao nha quý vị. Đó, từ khâu chọn gỗ cho đến khâu hàng ngang, đó đều phải rất là kỹ và cực kỳ là cho chuốt đây ạ. Khung cánh là dày 4 phân. Đó. Và bên trong thì cùng có 2 đợt kính nha quý vị. 2 đợt kính thì anh có yêu cầu là đơn vị chúng tôi là làm toàn bộ là ván liền, đó, ván hậu cũng là ván liền nha quý vị. Và những cái sản phẩm ván liền thì nó đem lại một cái giá trị cũng như là cái độ thẩm mỹ nó rất là cao đây ạ. Đó, ván toàn bộ là ván liền nha quý vị. Và chúng tôi thì chọn gỗ rất là đều và gỗ rất là lục lạc nha quý vị. Được làm trên chất liệu là gỗ hương đá Lam Phi với kích thước chiều cao là 2m1. Đó, cao là 2m1 đây ạ. Và phần đỉnh trương là đục họa tiết hoa lá tây. Và chúng tôi thiết kế cái mẫu hoa lá tây làm rất là dẻo nha quý vị. Rất là dẻo đây ạ. Và cái phần ô cổ thì chúng tôi làm là liền nguyên tấm. Đó, liền nguyên một tấm đấy ạ, dày là 2 phân nhé quý vị, đó, rất là dày. Và kể cả những cái phần mặt bên trên, đó, cái phần ván lóc này ạ, thì chúng tôi cũng làm là ván liền nhé quý vị, đó, ván liền, rất là chất lượng nhé quý vị. Phần đợt kính đây ạ, và sau khi hoàn thiện xong thì chúng tôi sẽ lắp kính là 7 ly nhé quý vị, đó, lắp kính 7 ly. Phần khung cánh đây ạ, dày là 4 phân, rất là dày nhé quý vị. Cũng là 4 phân đây ạ. Và quay về phần hậu để quý vị có thể chiêm ngưỡng. Đó, toàn bộ ván hậu thì chúng tôi làm là ván liền nha quý vị. Gỗ rất là đẹp đây ạ. Gỗ cực kỳ đẹp nha quý vị. Và phần khung xương thì anh có yêu cầu là đơn vị chúng tôi làm là bản vuông 4 phân. Đó, bản vuông 4 phân. Và với những cái sản phẩm mà làm vuông 4 phân thì nó đem lại một cái độ khỏe khoắn cũng như là chắc chắn nó rất là cao nha quý vị. Đây là cái sản phẩm hàng rất là VIP và được làm rất là cầu kỳ. Đó, một chiếc tủ rượu bán nguyệt với kích thước chiều ngang là 1m8, cao là 2m1 nha quý vị. Và bên dưới đây ạ, phần cánh đây ạ, khung cánh đã dày 4 phân nha quý vị. Đó, ván cánh đã dày 1 phân rưỡi. Và phần cánh cong thì chúng tôi cũng làm khung cánh là dày 4 phân nha quý vị. Rất là khó mở đây ạ. Đang để mộc thô. Phần khung cánh thì chúng tôi làm toàn bộ là 4 phân nha quý vị. Và cái phần ván cánh cong thì chúng tôi làm là ván xẻ cong nha quý vị. Đó. Bên trong gỗ rất là đẹp nha quý vị. Toàn bộ ván hậu và ván đáy là ván liền. Đó. Ván hậu và ván đáy là ván liền. Kể cả là ván cái phần vách quây đây ạ. Chúng tôi cũng làm là ván liền nha quý vị. Ván liền toàn bộ. Về phần ngăn kéo đây ạ. Đáy ngăn kéo thì chúng tôi cũng làm là đáy liền nha quý vị. Đáy ngăn kéo cũng là đáy liền. Và thành ngăn kéo thì cũng làm rất là dày cho quý vị. Đó. Đục họa tiết hoa lá tây.
Và đây có thể nói là một trong những cái sản phẩm hàng cao cấp của đơn vị chúng tôi. Và cái sản phẩm thì được làm theo yêu cầu cũng như là làm theo một đơn đặt hàng của một anh khách hàng ở trên thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với kích thước chiều ngang là 1m8 nha quý vị và chiều cao là 2m1, và khung cánh thì toàn bộ là dày 4 phân cũng như là bản khung xương. Đó, bản khung xương thì cũng được làm với độ dày là 4 phân và ván cánh là ván liền dày là phân rưỡi nha quý vị. Và chân bệ là đục họa tiết hoa lá tây. Đó, phần chân bệ đây ạ. Đục họa tiết hoa lá tây. Và một cái sản phẩm hàng đặt theo yêu cầu, hàng rất là dày và được chế tác là hàng hậu liền nha quý vị. Đó, toàn bộ ván là ván liền. Thì đơn vị chúng tôi đang chào bán với giá là 25 triệu đồng. Và sau khi hoàn thiện xong phần sơn thì sẽ lắp đầy đủ là gương kính, đợt kính và 3 chiếc đèn LED ở bên trên. Đó, 3 chiếc đèn LED để tăng độ phản chiếu. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hàng cao cấp được chế tác trên chất liệu là gỗ hưng đá Lam Phi. Và ngoài ra thì đơn vị chúng tôi còn sản xuất trên chất liệu như là gỗ gõ đỏ và gỗ ngụ Lào nha quý vị. Đó, ngoài chất liệu gỗ hưng đá Lam Phi thì chúng tôi còn sản xuất trên chất liệu như là gỗ gõ đỏ và gỗ ngụ Lào nha quý vị. Thì quý vị nào yêu thích sản phẩm thì có thể điện thoại trực tiếp cho đơn vị chúng tôi theo hai số hotline, đó là 0968 82 từ quý 0 và 0868 82 từ quý 0. Và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và đơn vị chúng tôi thì sản xuất rất là nhiều các sản phẩm tủ rượu như là tủ rượu 1m25, đó, tủ góc 70, tủ góc 60 cho quý vị. Thì chúng tôi thì có rất là nhiều các sản phẩm hàng cao cấp, đó, hàng đục tay đây ạ. Rất là nhiều nha quý vị, và có thể nói là những cái sản phẩm tủ rượu thì chúng tôi là làm với kinh nghiệm cũng như là một cái kỹ thuật rất là cao nha quý vị. Và bên trên thì có 4 chiếc tủ, đó, góc 60. Vừa hoàn thiện xong phần mộc cho quý vị. Thì quý vị đã yêu thích những cái sản phẩm tủ rượu thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở của đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc để chiêm ngưỡng cũng như là để nghiệm thu về phần mộc nha quý vị. Và đây là một cái sản phẩm hàng đặt theo yêu cầu, đó, rất là dày dặn và chất lượng cũng như là chọn gỗ rất là kỹ với giá là 25 triệu đồng, đó, 1m8, cao là 2m1 nha quý vị. Và video clip ngày hôm nay thì đơn vị chúng tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.